nếu mà không có nước này thì cái đề nó không bắt được bị sụp nha, nó khô cát á, cho nên thì cái đề này bị sụp. Nhưng mà là luôn luôn có nước này lên luôn nha. Vâng, nhưng mà là cái đề nó khô quá, mình đã qua đoạn đường thứ nhất rồi. Nhưng mà là đoạn đường thứ hai thì có hàng rào này đó, thì có 5 cổng đi ra vào, nhà mình nhìn nha, cổng chính duy nhất để cho vua đi nha. Vâng, đồng công việc cho mình xuống đề. Vâng, như vậy là cái hàng rào dưới này nằm xuống chụp mới đẹp. Đi theo để lạc nha, đi theo lá cờ kia đây. Đi. Tú đang kia để lạc bây giờ. Đi con. Người ta nấu nha, mà 10 lít không nấu, nấu được 1 ký đường. Đó, người ta làm cái đường sắt nha. Như vậy là đó, như vậy là người Khmer khó đọc nha. Chữ Khmer khó đọc lắm. Như vậy là người Khmer đi học tiếng gì cũng là rõ nha. Học tiếng Việt, học tiếng Anh thì nói rõ hết. Vâng, như vậy là chữ Khmer đó Sanskrit. Ngậu ta. Tầm cái roi nữa. Ngầu quá. Giơ cao lên luôn. Không làm nên vợ, 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 không làm nên vợ
nó sẽ ra không á. Thank you.
gọi là đây là nước cam lồn. Vô đây quý cô chú anh chị em lấy nước rửa mặt vuốt tóc nó sẽ đem lại sự may mắn cho quý cô chú. Ngay cả một năm. Thấy cái thân cái lá không quay cũng được. Mẹ đâu nhỉ? Em ơi, nhà mình tranh thủ thời gian đàn cùng chứng minh đàn đi ra. Ký tên trên lá hay không? Hay nó làm du lịch bài bản quá ha. Đúng mà. Đây, Việt Nam mình vô tụi lâm tà lá cho. Đây, đâu rồi. Hai cốt của mua xe núc là đâu? Ở khu vực bây giờ thiết kế ở trên bộ mình. Chắc mà nó mới xe ngon xe. Bây giờ cái bộ này thì vô đó lên múc cho mấy cái nước ra. Cái này là chi sửa. Nó mua đi mua. Tức là hai cốt đó. Khu vực phía sau nữa thì có một cái là bên đây cắm. Bên đây cắm rồi. Bên đây ghi thank you.